Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử sổ số Đài Miền Bắc ngày hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2021. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn. Kết quả quay thử sổ số miền Bắc, giải nhất 36907, giải nhì 58000, 43502. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.